Đi mua sắm mặc đồ đôi với nhau, nhưng Trường Giang Nhã Phương trốn không chụp ảnh chung vì lý do nhạy cảm. Dẫn Nhã Phương đi chơi, nhưng Trường Giang nhất quyết không đứng chung một khung hình với bạn gái, biết lý do mới cạn lời. Sau loạt tin đồn rạn nứt, Trường Giang và bạn gái Nhã Phương đang có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Tuy chính chủ không công khai, nhưng loạt hình ảnh tình tứ của cặp đôi đã gián tiếp đập tan nghi vấn đường ai nấy đi, khiến fan hâm mộ thở phào. Sau khi đi ăn tối với mẹ con danh hài Thúy Nga, mới đây Trường Giang Nhã Phương lại được trông thấy diện áo đôi và trao nhau những cử chỉ tình tứ. Cách đây ít phút, diễn viên Minh Luân vừa tiết lộ về cuộc gặp gỡ giữa anh và cặp đôi Nhã Phương Trường Giang trong chuyến công tác tại Mỹ. Điều đáng nói là dù hội ngộ và chụp ảnh cùng Minh Luân, nhưng danh hài sinh năm 1983 và bạn gái nhất quyết không đứng chung khung hình. Minh Luân gặp Trường Giang Nhã Phương khi cả hai đang du ngoạn ở xứ sở cờ hoa. Có thể nhận ra điều này dựa vào trang phục của Minh Luân khi hội ngộ đôi tình nhân nổi tiếng của showbiz Việt. Hơn thế, Trường Giang Nhã Phương còn diện đồ đôi hết sức tình tứ, gián tiếp khẳng định tình cảm bền chặt. Dù không chụp hình chung, nhưng cả hai vẫn khiến fan nức lòng. Nhiều người bày tỏ sự vui mừng khi thấy thần tượng hạnh phúc ngay dưới bức ảnh của Minh Luân. Nguyên nhân Trường Giang Nhã Phương không chịu đứng chung một khung hình được Minh Luân tiết lộ khá dí dỏm. Hai bạn nhất định không chịu chụp hình chung, sợ lên Facebook. Nhưng chụp riêng tôi cũng có cách ghép ảnh mà, không chỉ phá vỡ dự định của hai đồng nghiệp, anh chàng còn chúc cặp đôi mãi hạnh phúc. Trước đó, Trường Giang Nhã Phương vừa đi ăn tối với danh hài Thúy Nga. Xuất hiện bên nhau, cặp đôi khiến fan thở phào sau loạt tin đồn rạn nứt. Với những tín hiệu tốt đẹp này, người hâm mộ Trường Giang Nhã Phương hy vọng cả hai sẽ sớm về chung nhà.